nhiều khi Phúc Hang nói thì nghe không rõ, thì cô chú anh chị thông cảm nha cô chú anh chị, tại vì Phúc Hang đang dùng cái gimbal cho nên là không có gắn mic vô được, cái gimbal nó bị chắn ở chỗ cái đuôi thu âm, cho nên là Phúc Hang không có gắn mic được cô chú anh chị ơi. Hôm vừa rồi thì ngày 7 tháng 8 thì sinh nhật của mình. Buổi lễ mừng một tuổi mới của đế quốc Mỹ sắp sửa được bắt đầu. Vì thế chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy về chỗ ngồi để chúng ta chờ ít giây phút bước vào lễ sinh nhật của đế quốc Mỹ. Gì vậy? Vui dự đề chụp nước mà. Nãy giờ em chụp tiếp, nãy giờ có chụp tiếp chưa? Tới bây giờ nhạc không mà. Bây giờ nhạc không, có nhạc thì bỏ ra có gì ảnh hưởng không? Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay một ngày thật đẹp trời. Và tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến được gặp với tôi để chia sẻ niềm vui với gia đình anh Hà Thế Mạnh. Đó là những lễ chúc mừng buổi tuổi mới của bé quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, buổi lễ sinh nhật hôm nay xin phép được bắt đầu. Dạ. Cảm ơn các ông trong đã cho em một bài nhạc cảm xúc khi bước lên sân khấu. Và kính thưa quý vị, em tên Hùng họ Thái, là một đứa em gần gũi của anh chị Kính trong nhiều năm qua. Và tất cả những buổi lễ nào của gia đình anh chị Kính thì Hùng cũng đều có mặt. Và hôm nay là một cái ngày rất đặc biệt khi chúng ta bước vào ngày đầu của mùa lễ Vu Lan. Và thấy Hùng được trọng trách với lời mời của anh chị Kính đến đây với vai trò người dẫn dắt chương trình để chúc mừng một tuổi mới cho bé Quốc Vĩ. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đón nhận sự xuất hiện của hai gương mặt, một mái ấm gia đình nhỏ thật hạnh phúc, đó là ba và mẹ và bé Quốc Vĩ. Và để đón nhận những bước chân từ từ bước lên sân khấu của gia đình nhỏ đầy hạnh phúc thì Thế Hùng sẽ hát nhạc phẩm chúc mừng tuổi mới. Quý vị sẽ cùng hát chung Thế Hùng nha. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dạ đó, quý vị thấy không, bước lên luôn bạn, bước lên luôn. Kính thưa quý vị, một màu trắng rất là thanh thoát và rất là quý phái. Và gia đình của chúng ta hôm nay đã chọn sắc màu trắng để đón chào sự hiện diện của tất cả quý vị đến đây để chia sẻ niềm vui. Mà nếu quý vị nhìn nghiêng nghiêng một chút xíu, MC mặc đồ trắng coi cũng dễ thương lắm quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta bước vào những ngày đầu của mùa Vu Lan thì sẽ có những câu thơ như: bao năm buông bể bán hồ, chỉ mong gây dựng cơ đồ cho con. Sau này bé Quốc Vĩ sẽ hiểu được hai câu thơ đó. Và bây giờ thì chắc chắn ba và mẹ của bé Quốc Vĩ đã hiểu câu thơ đó rồi. Vì thế thì chúng ta sẽ chào đón ông nội và bà nội của bé Quốc Vĩ. Trời ơi, bà nội gì trẻ quá vậy trời. Chắc gọi cô nội thôi nha chính. Rồi bà nội chứ. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta đã gặp gỡ toàn cảnh của một gia đình thật ấm cúng và hạnh phúc. Và còn nữa quý vị, giờ đây xin mời chú Út và chị gái của bé Quốc Vĩ bước lên sân khấu. Chú Út ơi, chú Út đẹp trai quá trời, đẹp trai, để tôi bước xuống cho đứng gần cũng đại quá, cũng nhan sắc lắm, đẹp trai quá con. Rồi chị gái của bé Quốc Vĩ nó kính thưa quý vị. À có nghĩa là cháu nó đang giữ cái trọng trách là cái thùng tiền thân chính, khi nó vào thì cũng khó xử lắm. Và kính thưa quý vị, giờ đây thì những nhiếp ảnh gia của chúng ta sẽ lưu lại những hình ảnh rất đặc biệt, những khoảnh khắc rất đáng nhớ của gia đình.
Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ lần lượt gặp gỡ những người thân, và hiện tại thì có một người thân từ Hà Nội đang bị delay, và giờ đây anh Tranh cũng đã sắp sửa là có mặt ở đây rồi. Và kính thưa quý vị, chúng ta cùng dành thêm một tràng pháo tay nữa với đại gia đình Trần Hạnh Phúc. Và thêm một nghi thức trong nghi lễ sinh nhật không thể thiếu được, đó là cắt bánh đi kỷ niệm một tuổi mới của bé Phúc Nguyễn. Con. Dạ, đúng rồi. Và xin mời hai bạn Quỳnh Trân, Quyền Trân và Quyền Huệ. Mời hai em bước lên luôn để ghi hình lưu niệm với gia đình nha. Kính thưa quý vị, Hoa hậu thời trang châu Âu Quyền Trân và ông xã Quyền Huệ đã có mặt trong chương trình hôm nay và sẽ ghi lại những tấm ảnh lưu niệm với đại gia đình Hạnh Phúc, anh Chính và chị Chính, cũng như chúng ta đến đây để chia sẻ với một tuổi mới của bé Phúc Vĩ. Và Thái Hùng tin là quý vị cũng sẽ có được một lời chúc như Thái Hùng, là chúc cho bé Phúc Vĩ ngày càng mau lớn hơn và đẹp trai học giỏi, sẽ trở thành người hữu dụng của xã hội. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Và bây giờ thì theo lời của chị Chính thì xin mời chị hai. Dạ xin mời hai chị hai luôn, số 2 rất là đẹp. Kính thưa quý vị, mời hai chị hai và những anh chị em nghệ sĩ thân hữu như là nghệ sĩ Ngân Tuấn và Trinh từ Thái Lan đã đáp chuyến bay qua đây để mừng sinh nhật của cháu. Mời tất cả các anh chị thân hữu của anh chị Chính và nghệ sĩ Bình Tinh, mời nghệ sĩ trẻ đẹp tài năng. Dạ ba luôn luôn, ba luôn ơi, ba luôn là thân sinh của nam ca sĩ Dương Ngọc Thái, con mời ba lên sân khấu. Chính mời tất cả ca sĩ diễn viên lên chụp với Chính, nghệ sĩ chụp với Chính tặng, nhất là Bạch Lan. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Yeah.
Thôi bây giờ anh mấy chị ngại thì cho qua đi ha. Rồi chút xíu nữa nhậu xỉn xỉn vô hết ngại thì lên chụp được. Em ơi lên đồ đi em, lên mạng em. Cái bình bông đã rớt. Để dưới anh ơi, nó nhẹ lắm, gió thổi. Dạ, em có nói với nhà hàng ở đây rồi. Là tiệc thì đã khai rồi đó. Chụp hình. Em khai tiệc rồi thì mấy anh mấy chị cứ dọn bàn lên cho em. Em đã nói rồi nhưng mà vẫn chưa thấy dọn. Dạ. Ủa chị không có cắt bánh, em bé cắt bánh nữa. Chị chết. Hay là đợi chút xíu nữa nghệ sĩ đầy đủ rồi lên hát tặng cháu lại lần nữa rồi cắt bánh luôn. Và để mở đầu chương trình ca nhạc sinh nhật của bé Vũ Vĩ hôm nay, anh chị em mỗi người góp một tiếng hát đến để chúc mừng cho cháu mau ăn chóng lớn, học giỏi ngoan với cha mẹ nha Vũ Vĩ ơi. Và để mở đầu chương trình, Bạch Lan xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu thưởng thức một ca sĩ trẻ chát luôn. Tiếng hát MC ca sĩ anh Thái Hùng. Anh cùng tên với em đó nha thầy. Xin cảm ơn Bạch Lan. Tại anh em mấy chục năm thành ra là Lan lúc nào nó cũng có cái tính khơi hài như vậy, rất là vui quý vị. Và xin hát tặng cho những người yêu nhau và mái ấm gia đình có mặt trong ngày hôm nay để chia vui với gia đình của chị Chính, và cũng đồng thời chúng ta một tuổi mới của bé Quốc Vĩ. Xin được gửi đến tất cả quý vị một liên khúc mà mang tên Em Anh Muốn Yêu Em Dài Lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vui tình gì, bất kỳ tình nào chờ em trên đường vắng, bất kỳ tình nào đẹp như ngọt vui đã lại một lần tình có đúng không em, anh muốn yêu em dài lâu em, anh muốn yêu em đậm sâu em, anh đã thương em từ lâu em, anh muốn yêu em dài lâu em, anh muốn yêu em dài lâu em, anh muốn yêu em lâu dài. Dạ đi tiệc mà được hát đầu đỡ lắm quý vị, lúc đó quý vị chưa có bận tay đó quý vị vỗ tay, và những ca sĩ tiếp nối